chào các bạn. Hôm nay team của trường An sẽ bóc quả bóng khổng lồ nhá. Này, anh team bóc đi. Đây là màu gì? Màu xanh lá. Tiếng Anh là gì? Mà đi kẹo mút. Đây là phong đi. Phong à, phong màu gì đây? Màu xanh. Xanh gì? Đấy, thấy kẹo là quen hết rồi. Thank you.
trình, chúng ta sẽ mở một đồ chơi nha. Cái này nó cái tay 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 này nó c